Tôi đã khỏi bệnh hen phế quản mãn tính nhiều năm và bệnh xoang mũi dị ứng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi kiên trì đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và rèn luyện bản thân theo chân thiện nhẫn, tâm tính tôi đã thay đổi nhiều. Tôi đã biết sống vui vẻ, chân thành hơn, biết nghĩ đến người khác hơn và đã biết kiềm chế những cơn nóng giận của mình. Khi 3 tuổi, tôi đã bị hen phế quản, sau lại bị thêm viêm xoang dị ứng. Tôi đã đi khám và chữa bệnh ở nhiều nơi, đã dùng các loại thuốc nhưng bệnh vẫn không khỏi mà ngày càng nặng lên. Đến mức hàng đêm tôi luôn giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt vì không thể thở được và phải lập tức dùng ngay lọ xịt giãn phế quản. Tôi đã rất chán nản và tuyệt vọng về bản thân mình, chán cái cảnh mỗi ngày phải uống cả vốc thuốc. Tôi lên mạng internet mong tìm được một môn tập nào đó có thể giúp tôi khỏi bệnh. Và tôi thấy một video của sư phụ Lý Hồng Chí hướng dẫn luyện môn Pháp Luân Công. Tôi tò mò tập theo. Tập được khoảng 2 tuần, tôi thấy sức khỏe mình khác hẳn. Mũi không còn bị tắc và các cơn hen thì đã giãn cách hơn. Một buổi sáng đi bộ bên hồ, tôi thấy một nhóm người đang tập Pháp Luân Công. Tôi đến làm quen và biết rằng tu luyện Pháp Luân Công cần phải đọc sách cùng với luyện công. Từ đó tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện công cùng mọi người mỗi ngày. Thật lạ là chỉ sau 3 tuần chăm chỉ đọc sách và tu luyện, bệnh hen suyễn và bệnh xoang mũi của tôi đã khỏi hoàn toàn. Đến nay, sau gần 3 năm tu luyện, tôi không còn phải dùng bất cứ một viên thuốc nào. Và cái tính hay nóng nảy, cáu gắt của tôi cũng giảm hẳn. Tôi sống chan hòa, vui vẻ, thân thiện cùng với mọi người. Pháp Luân Đại Pháp thực sự là một môn tu luyện rất tốt cho tất cả mọi người. Tôi là một lái xe, công việc giúp tôi có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ những điều tốt đẹp của Đại Pháp đến mọi người. Chỉ cần thật tâm tu luyện, mọi người sẽ cảm nhận được những cải biến tuyệt vời về sức khỏe và tinh thần.